Bây giờ là buổi chiều ngày đầu tiên gia đình mình ở Hawaii. Thì hiện tại cả nhà đang đi đến một nhà hàng Nhật ở dọc trên đại lộ Waikiki, biển Waikiki để ăn tối. Tên của nhà hàng này là Tanaka of Tokyo. Du khách khi ghé đến Hawaii thường thích đi bộ vòng vòng khu biển Waikiki để ngắm cảnh hay là mua sắm, do đó các bạn thấy trên đường phố rất đông người. Chỉ khi nào cần đi tham quan những địa điểm xa hơn thì mới là cần phải lái xe thôi. Nhật gia đình mình ghé ngày hôm nay sẽ là nhà hàng Tanaka of Tokyo, là một loại nhà hàng gọi là thép panyaki, là đầu bếp sẽ chuẩn bị món ăn ngay trên bàn của thực khách, trước mặt các khách. Hôm nay cả nhà đến đây là vừa ăn tối vừa để dự sinh nhật của một người em đi chung luôn. Gia đình mình cũng phải đợi từ 30 đến 40 phút để được vào bàn ngồi. Nhà hàng này cho bữa tối ngày hôm nay là vì chỗ này đã được bình bầu là nhà hàng Nhật ngon nhất ở Hawaii. Thích đợi, các bạn có thể gọi phone để đặt bàn trước. Happy birthday to you. Hôm nay sinh nhật Quyền nha, Quyền nói sinh nhật ở nhà hàng Nhật nha. Nhà hàng Nhật mắc tiền nhất ở Hawaii nha. Đây là khách mời danh dự từ xe đồ xuống. Ngoài bà cô, đây là khách mời đặc biệt, trang nhỏ, khách mời nhỏ nhất. Đây là khách mời cũng là đặc biệt luôn, từ San Jose và bà ngoại, từ Stockton bà nội, từ San Jose. Đây mà áo chiếu nhất luôn. And đây là nhà bảo trợ lớn nhất. Rồi, đang cả nhà đang chuẩn bị đợi, mới có order nước thôi, đợi ngồi đợi cả tiếng không, nửa tiếng có không, nửa tiếng mới được vô bàn nha. Khách có thể gọi điện thoại để đặt bàn trước khi tới nhà hàng, vì gia đình mình mới đến hồi trưa cho nên không có thời gian gọi điện thoại đặt bàn, do đó phải chờ đợi. Đây là thực đơn của nhà hàng và chút xíu nữa gia đình mình sẽ gọi món ăn. Đây mình muốn làm là cái gì? Really love the tail and scallop. Để bên đây bao nhiêu tiền? Salmon steak. Nó có rẻ rồi. Chờ mấy chị có món gì cũng bảy mấy rồi. Trước tiên có một nhân viên mặc đồng phục giống như samurai của Nhật đến lấy order. Họ đều là những thanh niên trẻ, mình nghĩ buổi là những sinh viên buổi sáng đi học và buổi tối đi làm thêm. Món ăn mình chọn sẽ là 80 đô la Mỹ cho một phần ăn, chưa tính thuế và nước. Món ăn gia đình mình gọi ngày hôm nay là tôm hùm, bò steak, ăn chung với lại cơm chiên, tôm và nấm, cộng thêm những món súp và những món xà lách và nước. Anh này đang hỏi gia đình mình chọn loại thịt bò steak như thế nào, tái, chín hoặc là nửa chín nửa tái. Thì cả nhà mình chọn nửa chín nửa tái. The same, all the same. All the same, medium rare. All the same, all medium rare. Yeah. Okay. Yeah. Also, white rice comes with the meal, but you can upgrade to garlic fried rice for $4.75. Would any of you be interested? Garlic fried rice? Yeah. The fried rice comes with the meal already, right? No, white rice comes with the meal. You can upgrade to the garlic fried rice for $4.75. Okay. Yeah. Yeah, you can upgrade the white rice. Yeah, to the garlic fried rice. So it's instead of the white rice, right? Sorry, I just wanted to. Yeah. Okay. Okay.
Medium rare. Yeah, yeah, of course. Okay, yeah, 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 no problem. Yeah, of course. Okay, all eight. Okay. So no steamed rice. No steamed rice, okay. And then, did you want miso soup at the beginning or the end of the meal? Trong lúc chuẩn bị món ăn chính thì nhà hàng sẽ dọn salad và súp để khách dùng trước. Nhà hàng này khá đông khách, mình nghĩ là vì họ thích được xem đầu bếp biểu diễn những nghệ thuật nấu nướng theo kiểu truyền thống Nhật Bản trước mặt khách tại ngay bàn ăn. Nhà hàng cũng có dịch vụ chụp hình lưu niệm cho khách. Cô này đang hỏi gia đình mình có thích chụp hình lưu niệm hay không. Nếu thích thì chụp. Và sau đó mình xem hình, nếu mình thích thì lấy và trả tiền. Nếu mình không thích thì cũng không sao. So where are you guys coming from? California, Seattle. Aloha có nghĩa là xin chào theo tiếng của người Hoa Hoa. Mushrooms. We have the Maui onions from California. Maui onions, that's from California. And the bell pepper. From where? We also got the shrimp. Yeah. Japanese knife, so made in Vietnam. Thank you.
3, go! Okay, watch this, yeah? My new trick, yeah? Right. Okay. Whoa! That's a lava. Uh-huh. Yeah. Ready? 1, 2, and 3. Wow. Wow, giống như lửa, Hương Trang. Okay, xong rồi, xong rồi. Phun quá. Tôm chiên bơ. A lot of YouTube. Aloha. Oh. Lấy viết chữ Aloha bằng lòng trắng xanh. It's no school. No school. It's more of audition. Audition. You have to come and you just cook and they see if you're safe. You have a personality. And you know how to cook a little bit. So you actually just audition and I think they say you're okay, then you come out here and cook. Yeah. No, I hate cooking. But it gives money. Oh. No, I'm just kidding, I love cooking, yeah. I cook all my life, yeah. Cook for your wife too. Yeah, I cook for my wife too. Yeah. My wife and my kids. You know what they say, happy wife, happy life. Oh yeah. Is this your first time in Hawaii? First time in Hawaii. Second time. Second time. Well, they are first time. Oh, you first time. Yeah. Oh, okay. So you're young. I'm welcome. Yeah. You're young. Yeah. Yeah. Me too. Hi, my number. Yeah. Yeah, man. All right. My dad, my dad. Yeah. Yeah. Oh, my man. All right. All right, yeah. I'm so sorry. Thank you. Yeah. Oh, yeah, yeah. Okay. Yeah. Of course. Have you been to a restaurant like this? No.
First time? Yeah. How do you guys like it so far? It's okay? Yeah. I saw it on YouTube. Oh, you saw it on YouTube? Me too. That's how I got this job. Yay! Good job. Okay. I'm gonna change this rice into this bowl. Change. Okay. Ready. Oh. Hi. Back. No. No. I know. Pizza. Thank you. Yeah, no problem. Bước qua tâm hồn. You ever seen your drink? You want a refill on your drink? No. You okay? Do you refill in the drink? Oh no. No, it's free. You go free? Oh, it's not free. Oh. That's free. Yeah. Water. No water. Oh. Here you are. How long are you here in Hawaii? 1 week? Yeah, 1 week. Today is day number... First night? Yeah, I just came here 11 a.m., right? 11. Oh, yeah. This morning, 11 a.m. Oh, welcome to Hawaii. And you came here this morning too? Yes. Oh, everybody this morning. Oh, wow. This is the fun part. Your trip just begun. Yeah. Yeah, I'm married. High golf, pretty golf, yeah. Both of that. Yeah. Huh? No more. Sunrise. Con gái là 10 tuổi, con trai là 8 tuổi. Wow, con lớn ha. Yeah, big already. Yeah, lucky. Yeah, I'm lucky. Yeah, lucky. There you go. They have a new clock. Yeah. When I go to school, so I took my kids for their birthday to Tanaka Tokyo here. So they brought their friends. So now that I go to their school, they call me the Ninja Dad. Ninja Dad? Yeah, so and this is for me. That's for you. This is for you. Oh!
You? I think you, yeah. One, two. Oh, I see. Oh, I see, I see. Oh, wow. How many spoons? Okay. Bắt đầu qua món bò sách. To go? Yeah, of course. No, right. How many to go by this one? Come on, that's one. Later. To go? Đến không thịt bò ai nấy cũng đều khá no vì đã ăn cơm rau salad và súp, cho nên cả nhà sẽ tu vô một phần đem về khách sạn. A lot of workers here, maybe 60 white people. Oh, like tourist ones? No, not tourist ones. But there's a lot of Vietnamese that live in Hoi. Yeah, like here in this restaurant alone, maybe 80% of Vietnamese. Yeah, you'll be surprised, yeah. 80% of Vietnamese? No, the owner is Japanese, yeah. Okay, it's okay. I mean, enough. Yeah. Well, I'm only doing this and then later on try to open up something, yeah. Really? Yeah, I'm thinking about it. Yeah, just that. But I'm also gonna try, before that, I'm gonna try to become a police officer. Yeah. Anh múa nữa nè. Đó. Đó, anh làm xíu nữa kìa, thời trang. Oh no. Giá tổng cộng cho bữa ăn 8 người ăn ngày hôm đó là khoảng $1,000. Đây là một giá cũng rất hợp lý với chất lượng của bữa ăn ngày hôm đó, vì thức ăn hôm đó rất ngon, phục vụ của nhân viên cũng rất là tình độ vui vẻ. Cho nên cả nhà mình đã có một bữa ăn tối rất vui và đáng nhớ trong bữa đầu tiên nghỉ lại tại Hawaii. Nếu gia đình mình có dịp đi Hawaii lần nữa thì chắc chắn gia đình mình sẽ đến nhà mình để thưởng thức bữa tối nữa. Hello, made in China. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Ngày hôm sau, cả nhà mình sẽ ghé khu Chinatown ở Hawaii. Các bạn nhớ đón xem video tiếp theo của mình để xem khu Chinatown ở Hawaii như thế nào và gia đình mình sẽ làm những gì ở đó. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.